Đang viết xin chào bạn, đang xin giới thiệu các bạn cần lu, lu máy đứng. Hiện này đang đang có hai size, 1m68 và 1m8 các bạn nhé. Đang sẽ quay review qua các bạn xem. Qua thì Hải đang sẽ quay chi tiết gần hơn, đang sẽ cân thông số phần chuôi cần này được phủ keo rồi các bạn nhé, chất liệu bằng nắp chai và gỗ, đây gỗ cao su các bạn, cái này chuôi cần này bằng gỗ cao su phủ keo. Đang sẽ cân trọng lượng và đo đường kính đốt ngọn cho bạn. Thì bạn đang sẽ quay khoen rõ hơn và các bạn quay một chân, quen thường các bạn nhé. Đấy, khá đẹp, quen quá đẹp. Trọng lượng của cần là 1m68 đấy các bạn nhé. Số 8 nhẹ các bạn. Đây là ao các bạn. Đang sẽ chuyển sang gam chuẩn hơn, 97 gam các bạn nhé. Đấy, trọng lượng của 1m68 97 gam. Đây 1m8. Tám là 110 gram các bạn. Phần ba cái máy ấy. Khá là đẹp. Chất liệu carbon xoắn các bạn nhé. Đây là nhìn bước xoắn là nó. Bên đề ba. Đây là phủ keo này. Nhìn phủ keo rất bóng. Qua keo đường kính của đốt ngọn đấy các bạn, đường kính đốt ngọn của cần 1m8, cần này độ cứng UL các bạn nhé, 1 ly các bạn nhé, đường kính đốt ngọn 1 ly, độ cứng UL. Rồi đang vệ sinh để giới thiệu các bạn cần câu độ cứng UL, cần chai ten 1m68 và 1m8. Hải đang xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang phát sinh.